Hello anh em, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Kazu. Đầu tiên, để giải thích một chút cho video đạt ngữ cảnh dễ hiểu, thì bộ ARG mà tôi đem đến cho anh em ngày hôm nay sẽ xoay quanh một web game khá nổi tiếng có tên là Cool Mad Games. Nói đơn giản thì trang này cũng giống một số game flash khác như là Amor Games, hay phổ biến hơn ở Việt Nam thì có i8 hay là gamevu.vn chẳng hạn. Tôi nói rằng chúng ta đã bỏ lỡ bộ ARG này là bởi hầu hết các thông tin chính thống của nó đã bị xóa bởi các phương tiện truyền thông. Việc thu thập lại tuy vẫn khả thi, nhưng tất nhiên sẽ hơi khó khăn một chút. Well, đừng lo, việc gì khó đã có chúng tôi. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu với video ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, khi mà cộng đồng người chơi tình cờ phát hiện ra một bài đăng lạ xuất hiện trên trang Instagram chính thức của Cool Mad Games. Nói bài đăng ấy lạ là bởi từ trước đến nay, trang Instagram của họ toàn đăng đủ các thể loại meme. Nói chung là cũng khá bắt chen văn hóa Internet ngày nay. Vì lý do ấy, bỗng dưng từ đâu lòi ra một bài post, thậm chí còn là của Maddy, người điều hành mảng truyền thông xã hội của công ty, thì nghiễm nhiên là không hề bình thường. Cô ấy đã bất ngờ tìm thấy một tệp tài liệu bí ẩn được để ngay trên bàn làm việc của mình. Nhưng thay vì hỏi đồng nghiệp, Maddy lại quyết định quay video tập tài liệu đó và đăng lên mạng xã hội. Từ đó mới dẫn đến bài đăng trên Instagram của chúng ta đã đề cập tới. Tất nhiên, điều đáng chú ý nằm ở chính nội dung của đoạn video đã được tiết lộ. Theo đó, tệp tài liệu ở bên trên cho ta biết sự tồn tại của một trò chơi. Nhưng đáng tiếc thay, mọi thứ mới dừng lại ở bản prototype. Trò chơi đã không bao giờ được hoàn thiện và cũng chưa từng xuất hiện ở trang game chính thức. Qua mô tả, có vẻ trò chơi bí ẩn này xoay quanh một cậu bé, người đang bị lạc trong rừng. Nếu muốn thoát khỏi đó, cậu buộc phải phá giải các câu đố. Vẫn ngay trong bài đăng ấy, có một đồng nghiệp có tên là Antonia đã trả lời Marty ở dưới phần bình luận. Người này tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy tập tài liệu, bởi đáng lý ra chúng đã phải bị công ty tiêu hủy từ rất lâu rồi. Khi được hỏi, Antonia từ chối tiết lộ thêm thông tin trên mạng xã hội và hẹn sẽ gặp Marty sau giờ trưa mai. Yeah, câu chuyện cũng dần trở nên bí ẩn hơn rồi đấy. Vấn đề là ngoài các bài đăng của Marty ra, bản thân cô nàng còn đăng tải lên blog khác ở trên web Cool Mad Games. Đây đúng hơn là một nhật ký ghi lại những sự kiện khác thường kể từ sau khi cô nhặt được tập tài liệu. Với những gì tôi nói bên trên thì đó là câu chuyện của hai ngày trước. Sang đến ngày thứ ba, Maddy vẫn tới công ty như thường lệ, nhưng mọi người xung quanh cô bắt đầu hành xử rất lạ. Maddy tiếp tục đăng những thông tin trên Instagram cho biết cô đã phát hiện ra một đoạn mail giữa Antonia với một nhà phát triển game bên thứ ba. Có vẻ như họ chính là người đã tạo ra bản prototype của trò chơi bí ẩn. Nhưng có một trục trặc gì đó đã xảy ra. Cái cách mà nhà phát triển nói đùa rằng trò chơi này có ý thức riêng hay như câu chúc cho Antonia gặp may mắn trong quá trình thử nghiệm trò chơi đã khiến cho mọi chuyện dần trở nên rất đáng ngờ. Sáng ngày thứ tư, Maddy tiếp tục nhìn thấy những bằng chứng khác. Lần này là những dòng chữ được mã hóa nằm ẩn trong một trò chơi của Cool Mad Games, với dòng chữ vỏn vẹn là Let Me Out, I Can See hay Help Me. Chưa dừng lại ở đó, trong những ngày cuối tuần, Maddy dành thêm thời gian để tìm hiểu về nguồn gốc của trò chơi. Đúng lúc ấy, tại trang chủ của Cool Mad Games, có một lỗ hổng đã xuất hiện trên trang web. Trong suốt khoảng thời gian bộ ARG còn đang hoạt động, bản thân người chơi có thể tự mình kiểm tra thử. Khi click vào cái hố, một trang web với hàng loạt những dãy số 0 và 1 sẽ xuất hiện. Rất đơn giản, đây là mã nhị phần. Ta có thể copy chúng và đưa vào trình giải mã thì sẽ thu được đoạn văn bản như sau. Có ai không? Bạn nghe thấy tôi chứ? Tôi đang tìm trợ giúp. Tôi nghe thấy tiếng động lạ. Làm ơn giúp tôi với. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là toàn bộ manh mối. Nếu nhìn vào tên miền URL của trang web, bạn sẽ nhìn thấy một dãy các cặp số ngẫu nhiên khác. Nói chính xác hơn thì chúng không hoàn toàn ngẫu nhiên cho lắm, bởi đây thực chất là tab code, bằng cách dùng các vật thể gõ vào nhau để tạo ra âm thanh ngắt quãng có chủ đích. Tab code đã từng rất phổ biến trong chiến tranh và được các tù nhân dùng để giao tiếp bí mật. Nhìn vào bảng mã ở đây, ta dễ dàng thu được đoạn văn bản chính xác là I'm lost, tức tôi bị lạc. Bên cạnh đó, tiêu đề của trang web cũng được nhận thấy là mã mod. Khi giải mã, nó cũng cho ra văn bản tương tự, đó là I'm lost. Đến đây, ta dần hiểu ra có một người nào đó đang bị mắc kẹt trong chính trang web của Cool Mad Games.
và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm được vị trí của họ. Well, cũng may là đã có Maddy liều mạng để làm hết phần việc nguy hiểm nhất. Trong phần cuối cùng của nhật ký, Maddy nói rằng cô đã nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa mình. Nhưng thay vì sợ hãi và bỏ cuộc, thì sau cùng cô đã có được bản prototype của trò chơi bí ẩn và quyết định đăng tải nó lên trang web cho tất cả mọi người trải nghiệm. Và số phận của Maddy sau đó đã không có được tiết lộ gì thêm, vì ta cũng chẳng thấy cô nàng đăng tải các cập nhật mới trên blog nhật ký nữa. Well, hãy comment cảm ơn Maddy vì sự đóng góp của cô ấy xuống phần comment nhé. Quay trở lại với câu chuyện, sau khi đã có được tựa game thì chúng ta làm gì tiếp theo? Tất nhiên là chơi thử rồi. Ngay khi mới bắt đầu tựa game, game thủ sẽ lập tức nhập vai vào một người bị lạc ở trong rừng tối. Người này có vẻ như đang bị tách khỏi các thành viên khác trong đoàn của mình. Tuy nhiên, điều khó hiểu lại nằm ở ngay câu đầu tiên mà nhân vật chính thốt ra. Tại sao phải là tôi đã quay trở lại? Gạt bỏ thắc mắc ấy sang một bên, trước tiên ta cần phải tìm hiểu cách chơi của tựa game đã. Bằng các phím điều hướng đơn giản ở trên màn hình, anh em sẽ phải giúp nhân vật tìm được đường thoát khỏi khu rừng. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng nếu anh em chỉ đơn giản là click vào các phím mũi tên thôi, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với thứ này. Nhìn nó khá quen, tôi nhanh chóng nhận ra đây chính là một sinh vật từng xuất hiện trong trò chơi có tên là Hangman. Khoan đã, kênh YouTube, trước khi định hạn chế video này thì em chỉ muốn đính chính rằng đây thực chất là một trò chơi có trên Kunwa Games với nhiệm vụ chính là giải cứu Balloon Boy, cậu nhóc bị mắc kẹt ở trên những quả bóng bay. Cụ thể thì game thủ sẽ phải giải các câu đố bằng việc đoán chữ với format kiểu như chiếc nón kỳ diệu vậy. Mỗi lần đoán sai, một quả bóng bay ở trên đầu cậu sẽ phát nổ, và khi chỗ bóng nổ hết, cậu sẽ trở thành thức ăn cho đám sinh vật màu đen bên dưới, cũng là thứ tương đồng với khuôn mặt mà ta vừa nhìn thấy vậy. Thế thì rốt cuộc hai tựa game này có mối liên hệ gì với nhau? Cũng quay trở lại với phần game Prototype. Nếu để ý kỹ, anh em sẽ nhận ra là trong quá trình tìm kiếm lối thoát, có một số manh mối ẩn đã được tiết lộ. Nếu click vào chúng, người chơi sẽ trải qua một minigame đoán chữ tương tự như Hangman, mà mỗi khi đoán đúng, nhân vật chính sẽ thu được một quả bóng bay màu đỏ. Bằng cách thu thập đủ 6 quả bóng bay theo cách này, người chơi cuối cùng có thể sử dụng chúng để bay lên cao, với hy vọng sẽ nhìn thấy những người mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc là cậu sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Cảm giác lo lắng trỗi dậy khiến nhân vật chính quyết định quay trở lại với khu rừng để tiếp tục tìm kiếm. Và đây chính là lý do dẫn đến câu nói "tôi đã quay trở lại" của nhân vật chính ở đầu trò chơi. Ok, qua những thông tin vừa rồi thì ta hiểu ra vấn đề giữa hai phần game Prototype và Hangman. Đúng như tên gọi, trước khi được ra mắt, Prototype chính là phiên bản thử nghiệm của trò chơi Hangman. Trong đó, diễn biến của bản Prototype là phần tiên truyện, bởi rõ ràng việc chúng ta đi thu thập các quả bóng màu đỏ rồi từ đó bay lên trời đang là trực tiếp nhập vai vào cậu bé Balloon Boy dưới góc nhìn thứ nhất. Đấy là còn chưa kể, việc không giải được các câu đố mà chỉ chăm chăm đi lại xung quanh sẽ khiến người chơi sớm gặp phải con quái vật, với kết cục là bị nó ăn thịt. Bên cạnh đó, trong quá trình tìm kiếm, ta cũng gặp không ít xác bóng bay nằm vương vãi ở trên đường. Kết hợp manh mối này với chi tiết nhân vật chính khai rằng cậu còn những người bạn khác, thì ta có thể giả thuyết rằng toàn bộ nhóm bạn của cậu đều là các Balloon Boy có ở trong game Hangman. Nói đơn giản thì mỗi một lần chúng ta thua game, một trong số các Balloon Boy ấy sẽ chết. Và điều này giải thích cho sự tồn tại của vô số các Balloon Boy. Những nhân vật sẽ luôn xuất hiện mỗi khi người chơi bắt đầu một ván game. Qua các thông tin vừa thu thập được, ta có thể hiểu những đoạn tin nhắn cầu cứu được tìm thấy lúc ban đầu cũng là của đám trẻ để lại sau khi bị lạc vào thế giới của trò chơi. Nhưng nhiều đó vẫn chưa phải là toàn bộ nội dung được cất giấu trong bản game Prototype. Cụ thể, mỗi khi người chơi tìm ra một quả bóng bay thì lại có một manh mối khác xuất hiện. Có tổng cộng 6 manh mối như vậy, và nếu click vào chúng, anh em sẽ tiếp tục trò chơi đoán chữ. Việc đoán đúng tất cả các bí ẩn kể trên sẽ dẫn ta đến một cái kết thay thế, nơi có 2 con đường cho phép người chơi lựa chọn. Trong khi lựa chọn đi về phía ánh sáng sẽ không đem lại quá nhiều khác biệt, thì việc đi vào trong bóng tối sẽ khiến ta tiến thẳng tới chỗ còn quái vật. Quên không giới thiệu cho anh em, sinh vật này về thực tế được gọi là The Beast. Trong ending này, nó đã đi tâm sự với nhân vật chính về nhiều thứ. Nó nói rằng mọi chuyện không như vẻ bề ngoài, và nó thì cũng chỉ đang tìm cách rời khỏi đây mà thôi. Điều này khiến ta bất chợt có cảm giác như thể con quái vật đã nhận ra mọi chuyện, rằng nó chỉ đang mắc kẹt trong thế giới ảo mà thôi. Nói rồi, con quái vật dùng những quả bóng của nhân vật chính để bay đi. Nhưng rốt cuộc thì nó muốn đi đâu? Có khi nào là muốn đến với thế giới thực? Và phải chăng The Beast cũng chính là nguồn cơn làm cho nhà phát triển sợ hãi và khiến họ phải hủy bỏ bản game Prototype, đúng chứ?
Không phải ngẫu nhiên mà con quái vật được gọi là The Beast. Và cũng không ngẫu nhiên khi các manh mối liên quan liên tục xoay quanh con số 6, như 6 quả bóng bay hay 6 manh mối bí ẩn chẳng hạn. Tất cả điều này đều dẫn ta với con số 666, một biểu tượng đại diện cho không chỉ quỷ Satan mà là còn quái thú khải huyền The Beast. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhà phát triển đang cố gắng giam giữ một thực thể nguy hiểm tại thế giới ảo. Còn chúng ta, à không, thêm cả Matt E thì lại vô tình giải thoát cho con quái thú ấy ra bên ngoài. Đúng là rảnh rỗi báo đời. Ok, và trên đây là toàn bộ phần phân tích của Cao Su dành cho những bí ẩn có trong bộ ARG của Cool Mad Games. Anh em thấy nội dung này như thế nào? Có đủ thú vị hay không? Đừng quên để lại ý kiến xuống phần comment nhé. Nhớ bấm thêm subscribe để ủng hộ chúng tôi đạt được 400.000 sub trong năm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.